À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Total War Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục cuộc chiến của Vương quốc Langoba để đi tàn phá thế giới cùng với chinh phục nước Ý. Nhiệm vụ của Langoba là chinh phục nước Ý, nhưng hiện tại thì mình cũng chưa tiến được vào vùng Ý đâu, bởi vì lãnh thổ mình bây giờ tuy là cũng khá đấy, nhưng mà tiến vào đất Ý thì buộc phải chiến tranh với thằng này. Mình không chắc là hai thành chư hầu của mình nó có sẵn sàng chiến tham chiến cùng mình không. Nhưng cái vùng này sắp có nổi loạn này, mình cũng rất cần cái này đấy, cho một quân đoàn nữa xuống đây. Tướng mẹ gì mà sĩ khí bị trừ nhiều này, sao thằng tướng nào nó mạnh mạnh thế? Đấy, ít ra nó không bị trừ, thông minh đấy. Nói tục bị trừ cái này thôi. Như nó này, thẩm quyền xảo quyệt này. Đấy. Đấy, cũng được. Đạn dược cho bộ binh đánh xa này. Bọn này nó cần. Mấy cái thằng tướng gác thành này thì cứ cho nó tăng vào những cái công trình tăng... Cái này được. Ô, cái vùng này đô đốc ở đây và thằng thống đốc ở đây rồi. Cho vào cái này đi để nó tăng vệ sinh đây này. Vệ sinh cái vùng này hơi thấp, tiền thì cũng quan trọng nhưng mà vệ sinh thì hay hơn. Vệ sinh vùng này có một, thêm phát nữa mình có thể nâng cấp cái công trình này lên. Thăng chức cho nó bổ nhiệm. Ổn rồi, bổ nhiệm cho thái tử. Thái tử này đánh vừa đánh trận phát là được. Thái tử của mình ra. Ủa, tiếng thét xung trận này, thái tử còn ngon hơn cả thằng tướng huyền thoại nhá. Không biết sợ ai thì nhau tự tin tấn công. Lấy được con vợ xung hùng nô nữa chứ. Thái tử của mình ngọt thế. Mình có 33 tuổi mà gớm thế này rồi. Mẹ nó sửa đến bao giờ mới xong rồi chứ. Phá hết cả nhà cửa của mình này. Thằng điệp viên đi do thám của mình đâu hết rồi nhỉ? Đây có hai thằng, còn thằng nữa đâu? Dân số tăng trưởng. Yes. How can I assist you? À, chạy xa thế. Destination reached. Thirsty for battle. When your feet bleed, you can moan. Này mua thêm ít quân nữa là được, đúng không? Mình chỉ e bọn này nó tấn công vào cảng này của mình thôi. Mình có thể duy trì cái đội quân đấy là vì thế. Tốt hết nhỉ, thống đốc này. 62 tuổi nó sắp dẹo rồi. Nhà vua, vua nó có 47 tuổi được, vẫn còn
vẫn còn cơ hội. Có cái gì đó không đúng. Thằng này 33 tuổi, lão này 47 tuổi. Làm một phép toán đơn giản thì lão này có con khi 14 tuổi à? Hả? Đây là con đẻ đấy nhá, không phải con nuôi hay con gì đâu nhá. Nếu huyền thoại thì là con nuôi thì không tính. Vợ 45. Vợ 45 tuổi. Con 33 tuổi. Có con bằng cách nào? Ready for battle. Lại chuyện hài. Lại chuyện hài. Burundi, thằng này nó chắc chắn nó sắp đánh nhau mình rồi. Chuẩn bị sẵn sàng. Mình đang cần giai đoạn này, mình đang cần ổn định không? The Lord will have me listen to you, but do not pass the day in words without merit. Mình đang cần ổn định như này. Thống đốc à? Chúng ta luôn luôn phải có các cái đơn vị quân để nó phòng thủ các cái thành phố và làng mạc của chúng ta. Nó không là nguy cơ chúng ta lại bị chiến tranh. Đấy, rút à. Hết sạch quân còn đúng một thằng. Mình ngán nhất là mấy thằng phương Bắc này này. Bọn này là bọn không sợ chết rét. Các bạn thấy không, chỉ cần có một tướng gác thành và vài đơn vị quân, nói chung là đủ mạnh là các bạn có thể phòng thủ được rồi. Phòng thủ khá tốt luôn. Ghép tăng nước sĩ tiêu diệt. Một faction nữa bị tiêu diệt. Chiến tranh với thằng Van Dan. Speak quickly and well. Sao thằng Hung Nô nó không chiến tranh với thằng này nhỉ? Mình đang cần nó chiến tranh với thằng đấy để mình chiếm cái vùng đất này. Đóng trại lại cho anh. Đề phòng khu vực phía bên đó. Bây giờ mình không có tướng gì mà tuyển thêm. Đây rồi. Đây rồi. Thằng tướng này củi quá, chỉ số củi quá. Hoạch định ra này. Ủa, lấy được con vợ đã xảo quyệt, nó được cộng 1 này nó. Thằng này bây giờ mình cho nó vào cái này nữa này. Cái này nữa một phát nó đánh đêm được luôn này. Level 1 đánh đêm được luôn này. Bọn này bọn gác thành thì mình cứ cho mấy cái này thôi. Cứ phải có mấy thằng này ra mua thêm mấy anh à. Warriors all.
Trời, mỗi mình đang trời lên công nghệ mà chúng nó cứ đập mình té tua thế này. Nâng cấp được lính giáp vảy này. Tiếp vào đây. Nó cứ đập mình té tua thế này. Đã nghèo thì chớ. Quân đoàn này nữa chuẩn bị rút. Để xem còn thằng nào dám chiến tranh mình nữa. Mình không biết mình kinh tế của mình có đủ để cho mình đủ để mình có thể đang muốn qua lượt nhanh để nó nghiên cứu cái công nghệ nó nhanh lên một chút xíu mà xem chừng cũng hơi khó. Lực lượng quân đồn trú của mình thì chắc là cũng đủ để tồn tại. Nói chung ở tập trước thì mình đã phải phòng thủ khá là vất vả rồi. Nhưng bây giờ mình tranh thủ cái giai đoạn hòa bình để mình phát triển một chút kinh tế đã. Các bạn có thể thấy rằng biên giới của chúng ta liên tục bị tấn công. Gì đấy? Chỉ huy lính thuê chấp nhận đề nghị của hắn sao? Bây giờ chúng ta có thể nâng cấp lên lính nhưng mà mình chưa nâng cấp vụ. Mình muốn dành thời gian để nâng cấp vào đây để có thêm cái xe bắn đá để cuối đã. Mình muốn biết là công trình này mà lên đây rồi chúng ta sẽ phải nâng cấp vào đây nữa. Ở đây ủa rất nhiều luôn đấy. Thì chúng ta sẽ nâng được giáp lên cho lính. Chúng ta cần sắt. Và sắt thì nằm ở đây. Sắt thì nằm ở đây. Ready for orders. Ready for battle. Được. Với lực lượng như này mình nghĩ là mình hoàn toàn có khả năng phòng thủ phòng tuyến này. Có một thằng nó vừa mới cắm trại à? Xây thành à? Thế như này à? Ở đâu? Nó vẫn còn là lính đời đầu. Được. Mình bắt thằng này làm chư hầu, mình quan sát được thêm một cái khu vực này nữa, khá rộng. Ready for battle. Chạy ra đây là tuyển được mấy anh chưa hầu. Thêm một thằng nữa. Journey completed. Warriors all. Fight with us. It's a good life. Mình đang cần phòng thủ. Rất ngán bọn này, nó đang đưa quân xuống đây như này. Thôi để sau. I am the knife in the dark. The shadows are friends. My work is done. À, Alaman là quân của nó cũng không nhiều. Sao Hung Nô lại xuống biển thế này? Thằng Hung Nô này. Lại đang cải tiến rồi.
trừ hơn 200 điểm chủ yếu là những cái vớ vẩn thôi, dần dần mấy cái đấy sẽ hết. Tranh thủ hòa bình được thì cứ hòa bình thôi. Lê Thuyết. Thành to này nó không ăn được. Ghê nhất là bị mấy thằng này nó quyên chiến. Lại lên tấn công thầy tu của mình. Ôi ôi, lắm thế. À, không đỡ được à, không bị mình phản đam hết. Thầy tu của mình, thầy tu gấp cuối rồi, không sợ. Duy trì chiến tranh với Đông La Mã cũng là một cách để mình giữ hòa bình với các nước xung quanh. Thành công. Hợp đồng đánh thuê. Đây à? The goddess blesses you. How can I help? Di chuyển đã tắt. Nó chỉ làm tắt di chuyển thôi. Ảnh hưởng tôn giáo này, truyền bá tôn giáo cộng 37. Dị giáo Japanic tăng rất cao. Ready for battle. Trang này ngon nhỉ? Các tướng lĩnh của mình đều tương đối khá. À, mình có thể nâng cấp cung thủ lên rồi. Hay quá. Mình nghĩ là mình sẽ lên cung thủ trước. Mà tốn tiền, từ từ đã. Mình nghĩ mình cần cái này trước này. 7 lượt nữa. Bây giờ có tiền rồi thì bắt đầu phải nâng cấp ra. Công bình trình vệ sinh dịch tễ này nó cần cái gì nhỉ? Đây à? Bậc thầy giáo binh Bắc Âu. Tấn công vào đây tranh. Đúng rồi, thành này bị đốt phá rồi này. Ready for orders. Ready for further orders. Đệ mình rồi. Nâng cấp được tướng lên này. Mình chưa muốn nâng cấp cái đội lính vạn giáp 7 lên. Bởi vì là nếu nâng cấp mình sẽ tốn rất nhiều tiền. Tiền thì lại là cái thứ mình không có nhiều lắm. Thirsty for battle. Phòng thủ ở đây nữa. Ready for orders. Starting out. Lần sau là phải thủ ở nhà làng này. Chắc cờ. Hay quá.
nhá, nó xây được lắm công trình ghê nhỉ. Sao lại nó theo cơ đốc giáo Đa Tinh à? My skills are yours. Hay quá. Hai cái vùng kia thì nó mạnh rồi, còn mỗi cái thủ phủ ấy chưa có cái gì. Giúp cho thằng đệ này nó kiểm soát toàn bộ cái vùng này. À, lại chuẩn bị đưa quân đi đánh mình. Lại chuẩn bị đưa quân đi phe mình. Chấp mày luôn. Mà cái thằng sắc sông đấy có lẽ mình đàm phán hòa bình với nó chứ mình cũng có cần đánh tiến ra vùng đấy đâu nhỉ. Mình đang cần hòa bình thì chúng nó cứ đi gây chiến với mình. Bữa tiệc à? Mời các nước láng giềng, mời các nước đồng minh. Vệ sinh cũng khá mà. Cái vùng này chưa được hỗ trợ về vệ sinh. Thống đốc của vùng này là ai? Đây, chọn cái này là tuyệt nhất. Đỡ tốn công trình vệ sinh dịch tễ của mình, cộng 5 điểm là cực kỳ cao đấy các bạn ạ. 5 điểm là một con số rất là ấn tượng. Ready for battle. Set up a watch. Cắm trại về đây. Thirsty for battle. Getting on our way. Ready for further orders. Ông đệ rồi, tấn công vào đây cho anh. Đang cải tiến rồi. Thế là thằng này nó cũng thấp dần rồi. Nói chung tuy nó vẫn bị tăng nhưng mà nó cũng thấp dần xuống rồi. Giải phóng Ilya. Đấy. Rất nặng kìa. What would you have of me? On the move. That is not possible. Is messing with the enemy. Nó định làm trò gì mà nó lại đưa quân lên đấy nhỉ? Định tấn công mình ở đây à? Chơi luôn. Your next command. Rất nặng. You may as well get settled in. Anh đang cần thời gian để hồi để phát triển. Mày cứ đã chưa gì mà cứ đã đánh anh. Thằng này. We will gladly listen to your offers, but do not wrap them in lies. The spirits know. Thằng này sao lại ra tận biển đen này? Chiến tranh với thằng này. Kiểm soát thêm một cái tỉnh ở đây cũng được ấy nhỉ?
Chờ xíu, mình bây giờ đang cần tích tiền. Tướng à? Tướng này mạnh phết luôn. Tướng Lát Thành mạnh vãi trưởng luôn. Tình hình chiến trường phía Bắc cũng không ổn thế nào. Bây giờ mình mua quân thì cái tiền của mình nó giảm khá nhiều. Nhưng mà không mua thì mình có thể bị nguy cơ bị chiến tranh cũng căng. Kiểu gì cũng khó. Thái độ với Bunorida cộng 30 điểm. Ôi hai anh vô ngô, anh cứ đứng đây anh quẩy này chết mình. Sao bọn này nó chịu khó mua chó thế nhỉ? Đúng rồi, vậy đi. Ready for orders. Getting on our way. Anh đi, anh điểm trợ cho. Thirsty for battle. Warriors all. Is that all? Về các cái thành này cho anh. Mình cần có một sự chắc chắn. Thêm tiền nữa, có thêm vệ sinh rồi, nâng cấp nhà thoải mái, cần thêm tiền nữa. Mình rất muốn thằng đệ nó kiểm soát đốt cái vùng kia, khó. Chiến tranh đánh đê cái thằng đệ này của mình. Mình đã yểm trợ nó thế rồi mà nó không chịu đánh. Mấy thằng này nó làm gì mà nó chạy lông nhông trên đất của mình đông này. Vì hạn làm việc đã hết à? Vấn đề của nhà nước. Rồi. Kỉnh không? Quyền lực của phe chúng ta, cô con gái ý chồng này của mình. Có một thằng con trai ra, đến tuổi trưởng thành à? Ôi dồi ôi. Of me.
tranh chấp ngoại giao. Thật không may tôi đã không thể ngăn được một vị khách làm điều ngu xuẩn, hắn đã xúc phạm nghiêm trọng đất nước của chúng ta. Chúng tôi vừa nhận được đơn khiếu nại chính thức từ hắn. Yêu cầu cống phẩm. Hê, chắc là được thêm ít tiền. Hay một cái gì lại loại như vậy. Thirsty for battle. When your feet bleed, you can moan. Thirsty for battle. Hai thằng rồi mà không đánh đi. Đúng rồi, kiểm soát lốt. Kiểm soát lốt đi. Xong phát để mình rút quân đi. Đây này, nâng cấp lính vẩy lên. Đang chờ nâng đốt cái nhà xây bắn đá này lên này. 7 lượt cơ mà. Bảy lượt mới có xe bắn đá. Đồng thời thích thêm tiền. Thằng Hung Nô nó cướp phá tàn tạ ở khu dưới này. Thằng Alaman nghèo kít xác luôn. Nó chúng nó biến cái nhà của mình thành chiến trường cho chúng nó đánh nhau à? À rồi, ok. Rồi. Sao đâu chui ra cái thằng Alaman đây này? Trận gì mà liên quân à? Trận này hay hay, đánh tí cho nó vui nhỉ? Sao thằng Alama nó lại lọ mọ ở đâu nữa gần đây? Chả mấy khi có được trận chiến mẹ liên quân ba nước đánh như này. Đồng minh cái gì thế? Tiêu chuẩn của Caesar. Thằng này đừng có cướp nhá, chiếm luôn đấy này. Ôi, trận này chắc chủ yếu để xem phim. Chứ đánh nhau thì quân địch làm gì có cửa mà đánh. Reinforcements have arrived. Tường thành nó vỡ hết rồi đâu, xông thẳng vào quánh nhau thôi. They will bleed for us. Our ally is attacked. We outnumber the enemy. Trận này đông vãi chưởng. Xem phim nào anh em. Ây da. Cuộc chiến giữa những người La Mã. Vùng đất này vốn dĩ là của La Mã thì hãy để trả lại cho La Mã.
Ôi nó có cả xe bắn đá. Mà bắn làm sao được. Là tầm gần rồi. Dù tràn vào rồi. Ai da. À, quân yếu mà. Quân mất gần hết rồi. Chạy ra đây. Chỗ này xem phim thôi. Anh đấm gì? Thế còn thằng Alaman đâu? Đây à? Ồ. Sẽ đánh vào cổng này à? Sợ quá. Kinh. Xong rồi. Con đệ mình nó tiến quân nhanh thế nhỉ? Xe bắn đá bắt đầu bắn tới rồi à? Quá à. The enemy refuses to admit defeat. Their unit has rallied. Ui ồ. Đồng minh của mình. À ồ. Sao mình không tuyển được cái đội Lego này nhỉ? Mạnh quá. Phá hết nhà nó, chúng nó hoảng loạn. Thôi trận này đừng xem thôi. Đánh nhau gì. Quân đông như thế này làm sao mà phải đừng cần phải vào ra tay. Đệ mình quân đông vãi lúa. Ôi ồ. Đông thế. Tan nhà nó. Ấy chà. Alaman à? Alaman lên đây để làm gì? Bọn Alaman này ăn lo tên luôn. Không có xe bắn đá dám ra đây đứng à? Sao là không biết đứng lên tường thành nhỉ? We have destroyed their defenses. Những bức tường đã sụp đổ à? Phá hết. Úi giời. Đệ mình nó vào hết rồi. Tấn công tất cả các nẻo rồi. Giáp con ích. Mình đánh khuê à. Ăn à, chỗ này nó toàn tính speed. Nó ăn hết đội kỵ binh ngay. Rồi phá được cổng rồi. Phá được tường rào rồi. Xông vào đây. Bọn cung của nó này.
đây à, thủ phủ ở đây à. Suit minus counts. Vô địch tôi đang bị phá hủy. Ô bắn cái quái nào mà chả nãy giờ chả thấy chúng gì này. Enemy units have been rallied. The enemy's tower has been destroyed. Tiến vào tí cho nó vui nhỉ. Phát nữa là chúng ấy. Cần hai phát là chúng rồi. Hai phát là sập. The enemy tower is no more than their gates are no more than firewood now. Run, curse you. Oh, chết. Nó còn một cái tháp canh này nữa này. Lọc tháp canh phết đấy. Úi dồi ôi. Hỏi quân của mình vào ngắm cảnh chính quốc quản thủ đô. Úi dồi ôi, đạo quân. Đạo quân có thằng Alaman. Nó cũng tiến vào được rồi à? Phát nữa là sập. Victory! This is your day! Một chiến thắng dứt khoát à? Ôi. Thương vong nhẹ mà nhỉ? Có mấy trăm thằng rồi. Xe bắn đá của mình khơ được mấy thằng kìa. Thằng đệ của mình mà nó không chiếm được giỏi hơi ăn cắm lợn đấy nhá. Nó cướp được giỏi hơi ấy. Chiếm đi. Chiếm thì nó sẽ có một cái hệ thống phòng thủ khá là tốt. Rồi. Giết tổ binh. À tốt rồi, chiếm là tốt rồi. Ấn tượng tốt với đồng minh thì mình sẽ ghi điểm thêm với thằng đệ này mà. Cộng 1.000 ngân khố. Trừ 30 ngân khố. Lại bị trừ điểm ngoại giao với bọn này à? Cái vô nhà nó. À, thanh niên này thân mình hơn rất nhiều rồi. Tốt rồi. Nó kiểm soát được toàn bộ một vùng như này là rất tuyệt đấy. Cái công trình này lung tung đấy, xây các kiểu à. Ông em đệ mình được. Nó không ưa là nào nhỉ? Visigoth này. Well met, friend.
Satan, let your words move me to anger or agreement, as you wish of them. Không chịu giao thương với mình. Từ từ. Không đi đâu mà vội cả. Phát triển nhà cửa đây đã. Lương thực vùng này khá tốt. Vùng này thì lương thực đang bị âm trầm trọng nên là mình chưa thể lên được. Thiếu lương thực quá. Vệ sinh thì cũng khá đấy. Các cái vùng giáp biên này lên công trình tường thành lên cho nó cao một chút xíu, khả năng phòng thủ tốt hơn. Đấy, tham thêm vào đội cung. Hai thằng này không ưa nhau lắm à? Quân đoàn này hoàn thành nhiệm vụ. Chưa tuyển thêm cái đội lính nào khác ngoài đội giáo binh Bắc Âu rồi. Starting out. Căng nhỉ, 6 lượt nữa mới có rồi. Chẳng nhẽ mình đứng chơi xong vòng 6 lượt nữa. Cần chuyển xe bắn đá mà. Không hẳn là chơi. Mù, thông đốc gì mà vớ vẩn này. Tướng phải rất là xa xôi. Gần quanh mình thì có phải Visigoth này. Thằng này chiến tranh với Ostrogoth. Chúng ta lại nhận được một cái danh hiệu gì đó. Tuyệt nhỉ. Bây giờ cái khu vực phía bắc ở phía phía tây của mình thì có một cái lá chắn rất tuyệt khi cái thằng đệ của mình nó phát triển được một cái vùng lãnh thổ, phải nói là rất là tuyệt rồi. Nó tạo thành một cái lá chắn khá là bền vững cho mình ở khu vực đó. Đó là có lẽ mình sẽ yên tâm hơn một chút xíu khi tiến quân xuống đây. Rồi. Bọn này cử quân xuống đây bị hung lô nó đánh. Bọn này nó mượn đất của mình làm chiến trường. Bây giờ thứ nhất là mình cần phải tích tiền trước khi mình muốn tấn công xuống đất của thằng Alaman ở phía khu vực Ý. Bởi vì là nếu mình tấn công mà mình không đủ tiền, mình không thể sửa chữa nhà cửa được. Ồ.
thế thôi, không cần. Warriors all. Mấy? Đúng rồi, đóng quân ở biên giới này thì thằng nào đánh được mày? Cái chỗ này nào? Nó. Chiến tranh với thằng Burundi nhỉ? Thôi khỏi. Hòa bình được thì cũng hòa bình đi. Thirsty for battle. I want hourly patrols. Ta cần mua xe bắn đá. Mua ở dưới này thì cũng được nhỉ. Alaman hình như nó không thể giữ nổi đất nữa. Bỏ qua Alama tiến thẳng xuống đây đánh bọn này sao nào nhỉ? Ừ. Cũng được mà. Rồi lấy ai phòng thủ ở đây? Vẫn cần thêm một quân đoàn nữa. Mắc à. Số lượng tối đa 10 quân đoàn rồi, không thể thêm nữa rồi. Ready for orders. Get moving. You have further orders? Đi quân xuống cho anh. Chờ xe bắn đá lâu lắm, nó còn phải nâng cấp còn xây dựng nữa mà. Đánh thằng thằng trước, thằng Alaman để lại. Thằng này. Đánh thằng La Mã trước á. Kiểm soát luôn bán đảo Ý. Sắc sông rồi. Mình đang bị full số lượng quân đoàn rồi, không thể tăng thêm được. Nếu mình tăng thêm được 2 quân đoàn nữa thì tốt. Yeah. Nó biến đất nhà mình thành chiến trường cho chúng nó đánh nhau này. How would you like your defeat commemorated? An arch? Oh man! Cái thằng khỉ này lại thích chiến tranh với anh à? Mày chọn thời điểm tốt hết nhỉ? Chiếm sơ luôn cái vùng này đi. Làm bàn đạp. Đây. Vác quân sang đánh nhau anh xem nào. Well met. What do you wish of me? Mình biết mà, kiểu gì nó cũng phản thôi, nó không thể trung thành với mình được. Chắc chắn luôn. Mặt nó đỏ mà. Có cớ để tiến hành chiến tranh rồi. We will gladly listen to your offers, but do not wrap them in lies. The Lord knows truth. Quân Ly Khai Châu Phi nó ở chỗ quái nào? Đề nghị chiến tranh với thằng này cho. Cứ đứng đây phòng thủ. Tích tiền, bây giờ mình tích tiền nữa.
không nâng cấp ở mấy khu này nữa. Thủ đô à? Ờ, thủ đô thì lên phát nữa. Cho chắc. Mỗi vùng này không có lương thực, không lên được. Trong giai đoạn chờ phát triển nhà xe bắn đá nên này, có thể mình sẽ kiểm soát luôn cái vùng này. Úi dạ. No. Ai chà, mấy anh hung nô ác vậy. Ô, thằng hung nô. Hung nô chiến tranh với Alaman à? Nó vừa đốt vượt thành của Alaman kìa. Kỳ hạn làm việc đã hết. Ready for orders. Chính xác rồi. Hung nô. Rồi, nó đã chiến tranh với thằng này rồi. To rồi, cứ để thằng hung nô nó giải quyết thằng này đã. Hung nô nó đốt chỗ đấy đã. Có thể mình sẽ khôi phục sau. Ready for battle. On the move, lads. Nhìn thấy chắc bỏ chạy rồi. Is there nothing else? Ô, thằng này nó ở tận đâu ra đây đây? Tuyết tận ở bên kia mà sang tận đây đánh cả. Đây này. Thành của nó tận đây cơ mà. I welcome you, worthy speaker. Mấy thằng châu Phi này ở chỗ nào? Ôi chưa có chiến tranh hung nô. Lương thực rất là nhiều. Vãi cả lương thực. 62 76 cũng được. Lại cử quân đến nhà mình kìa. Nó lại cử quân đến nhà mình. Có mấy anh hung nô ở đây cũng hay nhỉ. Ai chà.
Đông La Mã nó vẫn kiểm soát được Constantinople chứ. Được. Quân đi khai Tây La Mã, Venerian diệt vong, thuyết phục thằng này chiến tranh thằng. Well met, friend. Satan let your words move me to anger or agreement, as you wish of them. Cho nó tí tiền được rồi. Mình không muốn chiếm cái vùng đất này. Sure, there is nothing else. How can I assist you? I like wrecking things. Success, of course. We take this settlement for the tribe. Ready for orders. Chạy ra kèn luôn. That is impossible. How can I assist you? Thirsty for battle! To battle! Starting out! Kiểm soát thêm cái vùng này thì đốt nhiệm vụ của mình không phải kiểm soát vùng này. Bây giờ mình mà kiểm soát thêm thì mình lại phải có thêm quân đồn trú để đóng, rất mệt lắm. Có một đội xạ kỵ. Attack! Besieging settlement, laying siege to their hovels. Destroy them! Chả cần phải đánh đêm, ngồi đánh trong rừng rồi. Có sốc kỵ à? Xạ kỵ. Một đội cung thôi. Không ngại lắm. Nhưng mà tướng của nó cũng tướng kỵ binh. Khá nhiều kỵ binh đấy. Kỵ binh của mình thì lại hơi cùi. Ô, vãi cả địa hình. Melee warriors. Nó có nhiều kỵ binh à? Nó có nhiều kỵ binh, mình vẫn xếp cái đội hình như này. Fearless warriors. Scrappers ready. Komita tenses. Stand ready. Defensive testudo. Defensive testudo. Kiểu gì mà nó chọc một lùa vào trong này. Mình cứ đứng sâu vào sau đấy. Battle group awaiting your word. Battle group awaiting your word. You have followed me many times, men. You have...
have answered my battle cry and shed your blood for me for years. For this, the gods have thanked you and bestowed on us great victories. Mình chưa nâng cấp đội lính này, gậy này đi. Dâu vẫn dài như thằng nào dâu cũng rất dài. Mấy anh La Mã phát nhìn trắng trẻo đẹp trai. Ôi dạ, mình xếp cái đội hình như này thả nào nó chấm được kỵ binh. Nào, tăng tốc lên xem nào. Tới rồi, tới rồi, tới rồi. Chết cháy khá nhiều. Bắt đầu quẩy đá. Không sao, có Testudo rồi. Studio rồi. Our troops are being ambushed. Có mai phục à? Ui ồ. Tấn công đồng loạt rồi. We have revealed their concealed men. Định ăn mình chọn nhầm hướng để tấn công rồi. Tấn công tên vào tướng của mình à? À, mẹ gọi là láo nhỉ? Giết mấy thằng này đã. Họ xa kỵ lắm. Tấn công tướng mình. Rồi xong. Lâm ba mấy cái thằng này làm sao chấm được lính lông ba của anh. Khiên rồi, tướng của mình lên cấp rồi này. lính Sti này chịu đòn kém thật. À, nổi điên này. Bộ binh của chúng ta lại nổi điên. Đó, tan rã đội hình. Ấy, ôi, nó tấn công tướng mình. Xong lên. Rồi luôn. Vãi nhờ, tấn công tướng mình. Khô lắm, nó toàn tiêu diệt tướng rồi. Get
What the hơi xe bắn đá rồi. Thôi không bắn đấy. Ném lửa đây chết bố của quân mình rồi. Xong bắn nó là. Đâu sẽ là. Thanh niên này nổi điên. Nó vẫn còn đội kỵ binh. Giết chúng nó cho anh. Giết cái thằng gì về. Quân lính chúng ta chạy thoát thân thôi. Đội Spear. Ôi, xạ kỵ mà nó sốc phát chất nhiều hết. Thế quá là tinh thần chiến đấu của bọn này yếu thế nhỉ? Tất cả biến lệ. Tinh thần à, mấy thằng này giết luôn nó đi. Mấy anh Spear anh chạy toán loạn. Tướng nó chưa chết nên nó vẫn lì rồi. Chết tướng rồi. Rồi. Mình chiến thắng dứt khoát à? Nó phải chết tướng à, nói chịu. Mấy anh Spear này sau này có lính nào ngon ngon hơn mình thay thôi, nhưng mà làm đúng một cái nhiệm vụ duy nhất đó là chống tên. Chống tên. Move out for the tribe. Lên một cấp nữa là nó lên cái cuối này luôn này. Wow. Tất cả các sỉ số của nó đều là màu xanh. Thái tử của chúng ta này. Chất vãi luôn. Dám trở mặt ở chiến tranh với anh. Nó toàn bộ binh à? Nó không có kỵ binh. Vậy thì chắc là mình sẽ phòng thủ được này được. Dư cờ 5, phòng thủ cận chiến cộng 10. À. The enemy has reinforcements.
Phá tháp canh đã. Cho quân nó đi ra đây. Mình đi vào thì lại không tới, không kịp, chúng nó ra nhanh quá. Trời. Cái binh của nó điên à? Cái binh của chúng nó bị điên à? Ai giả cháy chết cơ số đấy nhỉ? Hai đội cung à? Sát đã. Đạp mình không được lại thôi. Bắn tên. Mình đã áp sát hết rồi nhỉ. Con nào tấn công tướng mình à? Khép đội hình cho anh. Ai da? Tiến lên. Giống nhỉ? Kẹp nó vào. Sao lại? Không ăn được à? Chúng nó có quân gì? À, nó lính kiếm mà. Mất vật đội long bè của mình á. Có vẻ mạnh càng ngày càng mạnh hơn tưởng nhỉ.
có thể là mình tấn công mà mình chưa cho những giáp vậy này, đứng gậy này nó áp sát. Cả quân nó bắt đầu điên cuồng chém giết à? Xong rồi. Hiểu rồi tại sao một đội long ba của mình lại bị tấn công chết nhỉ? Chúng là cái gì à? Lính dậy của mình chưa kịp tiến lên à? Khả năng cũng chưa mất đâu, vẫn còn một xíu nữa chưa mất. Đây nó bị làm sao nhỉ? Bình thường bọn đấy nó chém kinh lắm rồi mà. Thế là cái gì? Đúng rồi, mất làm sao được? Lại chinh phục à? Không chinh phục nữa. For the tribe. Đây là ruộng à? Nhà lính à? Công trình này thì bỏ. Ready for battle. Hồi quân. Ready for orders. Lực cấp lính gậy lên à? Warriors. Mình không nhầm thì cái vùng bên dưới này là đang có chiến tranh, thằng này nó đang bị vây thành. Bây giờ mình cứ tích tiền để nâng cấp nhà cửa. Một thống đốc tỉnh nữa này. Thương gia này. Đây rồi. Tướng này. Tốt rồi. Khả năng có chiến tranh ở khu vực trên này là hơi hiếm. Không mua được quân nữa chứ. Hết quân rồi. Đánh thẳng thủ đô của mình chắc là hơi khó nhỉ. Nó phải đi đường khá dài. Cắm trại. Đóng quân ở trong thành phát đã. Nói chung là cho nó chắc cờ. Nhỡ nó công ở đây phát thì lại mất ăn. Còn nó đánh vào làng này thì cho nó đánh luôn. Cho nó đánh luôn. Nó cấp đội cung thủ lên nữa. Thanh niên này không dám vào à? Vào đây. Chiến tranh với thằng Vandan. Mình sẽ tiến ra đường biển ở chỗ này. Có thể mình sẽ thành lập thêm hạm đội ở đây cũng được. Vandan nó chạy rồi. Biết ngay mà nó sẽ đánh vào thành này. Mình biết mà. Sao lại có 3 đội lính Lê Dương thôi. Chiến binh Bắc Âu. Ôi chết rồi, nó có một cái đội gì mà rất trâu rồi. Chiến đoàn gì. Nhưng mà trận này nó 2 đánh 1 thì mình hơi mệt nhỉ. Hai đánh 1.
thành này của mình nâng cấp lên rồi. Hay giờ các bạn thấy không, liên tục phải phòng thủ và phòng thủ. Ôi giời ơi, ô mèo ơi. Tiếp tục chặn lối này. Spears ready. I'm ready. Defensive testudo. Chưa biết là bọn dìu nó tiến vào hướng nào. Thiếu mất một đội này. Defensive testudo. Được cái mình có đội pháo binh này. Shield wall! Battle group ready! On watch! Battle group ready! Guard! Hold! We hunger for blood and battle! We will pierce their hearts! Keep watch! Lính dìu. À, tướng của mình cũng có đội hình rồi. Tướng của mình có thể đứng làm tường rồi. Trời ơi. Nào, vào đây con. Mấy thằng sát sông này vẫn muốn đánh mình đi mà. Quên, chuyển sang đạn xuyên giáp đã. Bọn này được nâng cấp lên rồi, cung thủ Javanic này. Nó bắn mạnh hơn thì phải. Chưa biết chúng nó tiến ở hướng nào. Em chưa biết quân tiếp viện nó vào từ đâu. The enemy draws near. Vào từ đâu thì cũng thế. Nó không có nhiều cung thủ lắm. Bắt đầu bắn rồi. Missile armed warriors. We hunger for blood and battle. Battle group awaiting your word. Remains of that tower now. Deadly missiles ready. Roar! Battle group ready. We hunger for blood and battle. The enemy is going for our general. Protect him. Bắn tên được đấy. Cứ đam xuyên giáp cho anh. Dì nó chạy sang hướng này à? Chiến đoàn gì của Bắc Âu? Oh man, thế thì phải cho thằng này lên đây. Oh man. Ui ôi. Lại còn một cánh quân ở phía bên kia. Không ổn rồi. Riders advance. Té nhanh còn kịp. À đây, té ra đây. Té ra đây. Tới đây, tới đây, tới đây. Đường đấy bị chặn rồi. Ôi ôi ôi. We'll kill them all.
Trời ơi, chịu đòn được không em ơi? Biết gì binh của mình mới chịu đòn được không nhỉ? What? Chạy. What the hell? Chạy nhanh. Trông chờ vào đội cung thủ bắn vát thôi. Nó thả chó ra thì chết bây giờ. Ui, chó nó đuổi rồi, chết rồi. Cái loài ngựa rất sợ chó mà. Trời ơi, không biết có ăn được mấy con chó này không? Bởi vì ngựa rất sợ chó. Sắp không chịu rồi. Sắp phải cho tớ xuống rồi. Cúp tinh thần cho binh sĩ lên. Bây giờ phải làm thế nào nhỉ? Chỉ sợ binh sĩ đã hết tinh thần, mất tinh thần rồi. Quân thủ mình vẫn bắn nhiệt tình. Quân địch đã lên tường. Bị mấy con chó cắn à? Ơ kìa, thả lắm chó thế. Chó này không phải là chiến binh cẩu châu Phi, không sợ lắm. Ôi, nhưng mà nó cắn cũng rát thế. Chết này. Mẹ nó thả lắm chó quá. Ô, sắp đi đội kỵ binh của mình rồi. Đây là một chiếc tường bắn. Chúng bắn tên mấy nhỉ? Ôi ôi, mấy con chó nó cắn. Ôi, bọn chó này vẫn còn à?
chết rồi, không mình một chút không, không mình một chút không. Đây là trận chiến gần dư Bắc Âu rồi. Dương bị mấy con chó cắn. Mấy em mấy con chó này. Đây này. Lùa nó đụng. Đây này. Bắn đi. Không để đội cung nào được chơi. Đây giữ tinh thần cho binh sĩ được. Rồi. Trận này tình hình mà căng quá, có khi phải bổ sung thêm vài anh lính gậy thủ đó. Tên tới tấp vào đầu rồi nó. Bây giờ phải dã tên vào đầu rồi nó cho nó chịu chết. The enemy have rallied their units. We will pierce their hearts. Move it. Deadly missiles ready. On one. Tốt quá, đội dìu nó chạy rồi. Mình sợ nhất đội dìu nó. Ôi, thanh niên này chạy à? À đây, chạy ra đây, nhử đòn nó. Đội này nó không bắn được mấy nhở? Sao đứng đây để bắn? Cổng bên này xong là được. Enemy forces have destroyed an entire unit. Đúng rồi, tên nó giã vào đầu chúng nó. Sốc, sốc, sốc. Lưu ra, lưu ra. Rồi quân mình cũng đang chấp nháy rồi. Không còn gì để mà mất nữa, tấn công đúng không? Giờ này mà vỡ đội hình là chết. Ôi bên này cũng nặng lắm. Bên này trụ được chẳng qua là có tướng thôi. Một đội nó chạy à? Bình tĩnh đi anh em. Yes,
dội tên vào đâu nó liên tục vào. Cho kỵ binh ra đây nhử nó. Cánh bên này đã rút được chưa? Cho tướng sang bên này không? Cùng cánh bên này sắp không trụ được rồi. Rồi, may quá. Nhanh, tướng sắp bên này. Cánh bên này chắc sắp không trụ được rồi. Sang bên này tiếp. Tướng đến đây rồi. Cố lên anh em. Đừng bỏ chạy vội. Tướng đã đến rồi. Cả lúa. Tên ở Mỹ và chúng nó đi. Phải bổ sung thêm quân cho cái chỗ này thôi. Không nó kéo độ 2-3 quân đoàn đến là mình chết. Chết kỹ được. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Chết đến người cuối cùng. Cả hả thì không hết à. Our men run from the enemy. This is shameful. Lính của mình bắt đầu bỏ chạy à. To be. Bắn vào tướng cho. Trời ơi là trời. Trời ơi là trời. Tử thủ, tử thủ. The enemy refuses to admit defeat. Their unit has rallied. Mấy con ngựa chạy hết à? Mấy con ngựa hèn nhát chạy hết rồi. Warriors,
chết đến người cuối cùng. Các bạn hạt tớ nó chưa chết này. Quân nó chạy rồi. The tide of battle turns in our favor. Thế chất đã ủng hộ chúng ta. Không được rồi, mua mấy thằng lính gậy chứ. Quân nó vỡ alo. Trên tường vẫn bắn nhiệt tình. Nó chạy dần. Ôi, tướng quân của chúng ta đã ngã xuống à. Thật là đáng tiếc. Ôi, sao đã ngã xuống mà giây phút cuối cùng thế này. Đáng nghĩa ngài lên sống thêm một phút nữa chứ, một giây nữa thôi. Tướng quân của chúng ta. Tuyệt vời, anh ấy đã anh dũng hy sinh để bảo vệ lãnh thổ. Truy tặng anh ấy danh hiệu anh hùng. Chết một cách rất là vớ vẩn. Nhưng mà đúng là phải tuyển thêm quân trong cái chỗ này. Rất anh hùng. Tuyệt vời, tuyệt vời. Chỉ hơi tiếc một tí này là nếu như anh ấy có thể sống lâu thêm một chút nữa thì tốt thật. Bắt đầu cho tạm cái thằng này cầm quân. Mình cũng không còn tướng nào khá hơn. Cũng có mất đơn vị quân nào đâu. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Và nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.